cùng sống chụp bịch xuống bóng phố nặng nghĩa để thay bóng phố dương nâng riêng mê riêng tìm bẩm buồn nâng nâng rừng bệnh bộ đội quả rầy xù hay nâng nâng mê riêng bóng phố dương nâng tìm đất mật ạc bảy môi này sẽ phẹt một tố nâng nâng chụp bỏ dương prom tèng ở sân cung rồi bỏ dương tù tầng đài cái thang nó bên là đại dương lưu bị ở nia vì cô đại dương chặt cho nó bóng phố vì cô kiếm đăng thạc mê là nà kì môi xong bây là mình được đà có bóng phố nâng nâng lô cây rồi bỏ dương cô kê mình trong rừng sân cung đại cô bây giờ đại cực tạc cảm đại xong bây giờ đại có cô kê pinh chất hiếp sọc sàn đại mẹ nét bóng phố vì cô dương quy nốt bên nè đại là có cái không mà đã đưa dương riêng chăng các trò cái cứ chỉ pop lại để phim bật màn này dùng hay nè đại miên phim bật màn này giống bộ dương từ ngọc này nữa ta bộ dương trong ban phim bật ngọc bị kê này dương trong mấy nó dương trong ban pop bị giỏi bị kê tổng tay à pa nhà đại bộ dương mình prom rồi còn mình ai đại nghe nghe to à phim bật ngọc bị kê nữa đại phim bật ngọc mình trong nên cứ chỉ pa nhà đại bộ dương từ ngọc này bên đây tu tấu sau bây giờ này có cái okay, trong ba là phép là đang đai hay nó bên này dương bị lật mơ ta tao phụ dương ai to sang chỉ vật rong tang sự cung rồi bỏ dương ai răng phân lan được không phải sao mà thua vì chỉ cao là o mũi bằng phôn vì phụ dương đang tam ra bỏ vật xa mày co nửa mũi mà mẹ đua rồi lúng đời xa đào ấy nó cái sao vô đến đấy đua rồi lúng đời xa bắt cực tạc cam hay phép mà để nhuộm mũi tầng lớn tầng chrome đôi khnien mà sẽ gây ra bảo sân chỉ dương trong mơ cùng ru muối á đây là cô na đây ở chỉ nên cứ chỉ là cô là một bè đằng này đại cô bên đây sẽ phải một cô tạm biệt sẽ gây ra lại hay sẽ gây xuất chuyển hãy dương mơ pravat mình được lâu rồi bảo dương ta được cái lúc bảo vật sao rồi bảo dương mình chẳng phải thắt mai đấy sao đặt tay tu tơ nó lâu cái ở nơi ai ta sùng cung rồi bảo mình được tầng ó ta phụ dương khơi như vậy khác khơi cầm ru ở vậy khác ra phụ dương khơi là con này môi đi chìm rơn hói đua rồi lốm hai tì bằng phất như vậy đấy vì bạn bày vì mình ca chịu chạm vì mình sự kia vì mình ấy để sao vậy tì bằng phất cứ bà nhà hà nó sơ lột thua này thì bố sơ lột thua cứ chìa vầy muối đại đồng cao cầm lăng cổ đại đồng cao sắp phép bằng cổ là không sử dụng đại đồng cao sắp phép một câu không chỉ vượt nhiều tỏa luôn được mùi này còn tại cứ à pa nhà ha à, đại dương mình vô cho tục đạn nên sao là thua đại thua dương lẹ luôn nó bao phủ cho ba dương vô rừng đứng cái dương ai đang ác cầm băng này sắp phép một câu bán là trong đó là dương ai tự cho châu đừng trốn nó phải là trốn bằng coi phụ dương phải pro chất nó phải là trốn bằng coi bây giờ cái sẽ lành trốn ở vị trí ở vị pháp độ hay dân sở lành nhẹ đầu tây đôi chỉ dân sở lành luôn mà xin chỉ dân đăng chuẩn bị tặng hoa dân ai vô tha tam ca phật trung mình men được tha che ra ao dân đáp một cốt trung về ở hai tây ở với được trung thua trung cho dân cực cu ai bên chính ngay ở chỗ kia còn mọi dân từ lo cả kê thì ai thua năng để ở bên ca cực cu ra phụ dân trung bậc ca mau bên bậc nhà bên ca chỉ đăng ở che về nhé ở chết đừng khó đừng trâu đồng bài phụ dương ai cho tù qua người bây giờ bây giờ chạy dương ta rừng nít dương là ọt ọt ta với chùm rơn sẽ phép một câu nâng không sửng cung được ọt đại dương khổ chức bạc rừng cơ ta dương pinh chất sửng cung mua đại ọt khổ chức bạc đây ta với rô nợ đại sốc sửa bài được ọt ở dương kết cú bên chứng ái người bây giờ dương vô tha ở bây giờ trung bằng qua dương trâm trâu hai chủ dương khổ tạo tạo bằng cầu vì bây giờ ngay cứ chụp lâu ai sẽ phải một câu phụ đề flow ai chụp bật ngay đi bỏ phone dương nông chụp bật xe mê riêng xung tổng riêng mê riêng mùi này à lâu mà mà xong cho anh ăn bằng kê bạn đọc phần trường mà xong màu chụp Hãy subscribe cho No, không không Hãy không không subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់កាន់តែច្រើនក៏ប្រសើរការបម្រើការបម្រើនិងការលះបង់របស់ពួកគេកាន់តែច្រើនឡើងគឺពីផលប្រាំត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទព្រះសុវិញហើយទោះថាទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរត់ស្បៃស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីតែគួរកាន់ជាប់ឡើងគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់យកមកបកយករូបភាពជាបាបំរើវិញទោះទាំងប្រសូតមកលៀមប្រជាមនុស្សជាមានរូបជាមនុស្សផងហើយតែឃើញត្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នេះនោះក៏បានទៀបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចុះចូលស្ដាប់សព្ទរហូតដល់ទីមរណៈគឺត្រង់ទទួលសុគតជាប់ឈឺឆ្កាផងដោយហេតុនេះបានគឺព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងគួរហើយបានប្រទានឲ្យមានជីវិតជាតិថាដល់ប្រសើរលើកមានអស់ទាំងយានផងអមែនអរគុណបាទឥឡូវបងប្អូននៅក្នុងចំណុចដើមនេះគឺថាយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គឺថាមេរៀនទាំងអស់នេះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តសេចក្តីពិតពីព្រោះសេចក្តីពិតចាក់ចិត្តគាត់ហើយបងប្អូនខ្លះតែគាត់បដិសេធក៏មិនល្វីរវល់ហ្មងមេរៀនទាំងអស់នេះតាមការពិតចំពោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់ត្រង់ស្រឡាញ់សេចក្តីពិតហើយចង់ដើរតាមត្រង់ត្រង់ផ្ដល់គំរូឲ្យយើងធ្វើម៉េចដែរថាត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញយើងឃើញទេដំបូន្មានរបស់ព្រះគឺត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានចិត្តគំនិតដូចត្រង់តែយើងមានចិត្តគំនិតដូចត្រង់តាមការប្រព្រឹត្តរបស់យើងដូចត្រង់តែបងប្អូនណូយអាហ្នឹងហើយបានយើងអាចមានពាក្យថាយើងអាចស្រឡាញ់ត្រង់ប៉ុន្តែយើងអត់រវីរវល់នៅអ្វីដែលត្រង់បង្គាប់យើងជាពិសេសក្រឹតវិន័យពីព្រោះអាហ្នឹងហាក់ដូចជាយើងអះអាងថាយើងមានគំនិតដូចត្រង់យើងស្រឡាញ់ត្រង់ប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមធ្វើត្រង់វាមិនអញ្ចឹងទេពីព្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមុនដែលអ្វីដែលយើងធ្វើវាខ្លាចចេញជាការប្រព្រឹត្តមុនដំបូងវានៅក្នុងគំនិតចិត្តរបស់យើងសិនគឺចិត្តគំនិតរបស់យើងដែលបញ្ជាខ្លួនប្រាណឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងនិយាយខ្មែរសេចក្តីថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែមានអ្នកដែលយើងជួបអ្នកខ្លះគាត់គិតថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែបើសិនជាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងវាមិនត្រឹមត្រូវនឹងអ្វីដែលគំនិតរបស់យើងតើវាសមរម្យឬអត់បងប្អូនខ្ញុំសួរចំណុចហ្នឹងបាទទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់និយាយថាអាការអះអាងរបស់យើងវាមានបញ្ហានៅក្នុងលក្ខណៈណាមួយហ្នឹងមែនទេបងប្អូនខ្មែរសេចក្តីថានៅក្នុងកន្លែងនេះត្រង់បង្កឲ្យពួកយើងមានចិត្តគំនិតដូចត្រង់ហើយគំរូរបស់ត្រង់យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងសក្តិស្រឡាញ់តើត្រង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រង់លះបងឃើញទេនេះយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលផលផ្លែនៃរបស់ត្រង់ពីព្រោះត្រង់អះអាងថាត្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញផលផ្លែនៃសក្តិស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចដែរត្រង់ព្រមលះបងដើម្បីសង្គ្រោះយើងត្រង់ព្រមបំរើយើងដូចជាអ្នកបំរើត្រង់បន្ទាបអង្គត្រង់ពីស្ដេចដែលអស់ទាំងស្ដេចដែលព្រះដែលមិនចេះសគត់លហូតមកដល់យកសាច់ឈាមដែលចេះឈឺដែលចេះពិបាកដែលចេះស្លាប់ដើម្បីអ្វីដើម្បីត្រង់សង្គ្រោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាឃើញទេបងប្អូនត្រង់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងត្រង់បន្ទាបខ្លួនទៅទៀតដែលត្រង់លះបង់រេចបលាំងរបស់ត្រង់ដឹកនៅឋានសួគ៌ដើម្បីមកព្រោះនៅដូរជាពួកយើងដែលចេះឈឺដែលចេះចាស់ដែលចេះស្លាប់បងប្អូនដែលចេះពិបាកចិត្តមិនឃើញទេត្រង់នេះមូលហេតុដែលព្រះបិតាលើកតម្កើងត្រង់គឺដោយសារត្រង់ធ្វើទាំងអស់យ៉ាងនេះហើយហើយបើសិនជាព្រះគម្ពីរបង្គាប់ឲ្យពួកយើងមានគំនិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទតើត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានខុសផ្លែនៃអ្វីទាំងអស់នេះដែរ
អាការលះបង់នឹងវាប្រជែងនឹងភាពអាត្មានិយមវាប្រជែងនឹងចិត្តគំនិតដែលយើងគិតថាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនយើងព្រមលះបង់ដើម្បីឲ្យដោយសារគេអាភាពអាត្មានិយមមិនចង់បំរើទេយើងមានតែចង់ជិះជាន់លើគេថែមទៅទៀតយើងចង់ឈ្នះគេថែមទៅទៀតយើងឃើញទេបងប្អូនបងសេចក្ដីថាហើយមិនត្រឹមអានេះនៅពេលដែលទ្រង់បានបន្ទាបខ្លួនពីព្រះភាពព្រះឲ្យមកដល់ជាមនុស្សគឺទ្រង់មិនប្រកាន់ឋានៈដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនៅពេលដែលយើងឃើញគេក្រីក្រនៅឃើញគេជាស្មូនសុំទានយើងប្រកាន់ឋានៈរបស់គេឬក៏ដូចជាផារីស៊ីដែលគេពួកគេប្រកាន់ថាហើយអ្វីបានទ្រង់ទៅលីឡំនឹងពួកដែលមានបាបទៅវិញហើយពួកនៅយុពុនគេរាប់ថាពួកនេះគឺជាពួកដែលជាបាបសង្គមបងអត់មានណាគេគួររាប់អានមនុស្សទាំងនេះទេយើងឃើញទេបងប្អូននេះហើយគឺជាអ្វីដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងមានគំនិតពីព្រោះនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទម្រូនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីយើងឃើញដើម្បីយើងដឹងតតាអកំបាំងនៅក្នុងសេចក្តីនៃសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រមទាំងសុភមង្គលនៅក្នុងសង្គមតើចាំបាច់វាមានអ្វីខ្លះអូខេយើងត្រូវឲ្យត្រង់ឲ្យយើងវែកញែកឲ្យយើងដឹងខុសដឹងត្រូវឲ្យយើងដឹងអ្វីដែលល្អអ្វីដែលអាក្រក់បងប្អូនយើងមិនអាចទៅថាទៅតាមប្រព័ន្ធប្រាថ្នារបស់ខ្លួនទេអានឹងវាមិនមែនជាសុភមង្គលទេអានឹងគឺជាទុយទៅវិញគឺជាអ្វីមួយដែលធ្វើសង្គមរបស់យើងជ្រួលច្របល់ទៅវិញអូខេអរគុណម៉ាក់ដែលបានអានតោះឥឡូវមកសុំមួយហេងនៅណាមួយបាទណាអូនជម្រាបបាទលោកសុំមួយអានអសបីបាទអរគុណបាទមានការធ្វើដូចព្រះគ្រូគឺជាគោលការណ៍មួយដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនទំនុកដកើ85 11សេចក្តីប្រត្រត្រង់ប្រឡងចេញពីដើមមកហើយសេចក្តីទៅចរិតក៏មើលពីលើស្ថានសួគ៌ដែរតពីអើប្រយោជន៍ត្រង់នឹងប្រពៃសេចក្តីដ៏ល្អហើយស្រុកយើងនឹងបង្កើតផលចម្រើនដើម្បីសេចក្តីសុចរិតនឹងដែរនៅចំពោះត្រង់ហើយនឹងដាក់យើងនៅក្នុងផ្លូវតាមបានព្រះបាទត្រង់យូហាទុកលើមួយពីរបួនអ្នកណាដែលថាបានគាត់ត្រង់តែមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ទេអ្នកនោះនឹងឈ្មោះថាជាអ្នកកុហកហើយសេចក្តីពិតមិននៅក្នុងអ្នកនោះឡើយប្រហែលតែអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលត្រង់វិញនោះប្រកបជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបាទព្រះបានពេញទៀតនៅក្នុងអ្នកនោះហើយគឺដោយសេចក្តីសុខនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងទ្រង់ជាមួយអ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងទ្រង់ក្នុងខ្លួនទ្រង់នោះនឹងត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចជាទ្រង់ដែរមានគុណមួយឥឡូវបងប្អូនយើងឃើញថាទំនុកតម្កើងសញ្ញាចាស់ក៏បង្រៀនគោលការណ៍នេះដែរសេចក្តីសុចរិតនឹងដើរនៅចំពោះទ្រង់ហើយនឹងដាក់យើងនៅក្នុងផ្លូវតាមដានព្រះបានបាទទ្រង់យើងឃើញទ្រង់រៀបចំផ្លូវនៅឯសេចក្តីសុចរិតតើមានបំណងអ្វីឲ្យយើងដើរតាមផ្លូវនឹងតាមដានត្រង់យើងឃើញទេបងប្អូននឹងសញ្ញាចាស់ទំនុកបង្កើង85យូហានជំទីខ្សែទី1ចំពុក2ព្រោះយើងឃើញគោលការណ៍ដែរយថាត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងធ្វើជាអ្នកដែលជឿតាមបាទតែមាត់តែមួយទេដូចជានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចខ្ញុំពន្យល់មិញនឹងអញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងវាតែងតែជំរុញការប្រព្រឹត្តរបស់យើងហើយការប្រព្រឹត្តរបស់យើងបើសិនជាគ្មានចិត្តបញ្ចេញមកក៏វាមិនអាចកើតឡើងបានដែរត្រង់នេះណាត្រង់បានបណ្ដៅពួកយើងបើសិនជាយើងរាប់ថាយើងជាអ្នកដែលស្គាល់ត្រង់ប៉ុន្តែយើងអត់កាន់តាមមិនត្រឹមតែបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់តែមួយទេអ្វីដែលត្រង់បង្គាប់ពួកយើងទូទៅមកសេចក្ដីថាវាដូចជាក្មេងដែលបាយអូប្រាប់ថាឲ្យធ្វើឲ្យមួយនិយាយថាអូខេខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែទីបំផុតវាធ្វើបងប្អូនសូម្បីតែរឿងមួយហ្នឹងគឺវាជួយពង្រឹងយើងដែរថាយើងជាមិនចាំបាច់ថាគ្រីស្ទានទេអត់តែនាមជាមនុស្សយើងឃើញកូនធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងតើយើងពិតសប្បាយចិត្តដែរតើយើងពិបាកចិត្តខឹងវាដែរធម្មតាទេមែនទេតែថាហ្នឹងឯងបានជួយយើងយល់មិនចាំបាច់ថាពួកគ្រីស្ទានទេដែលអាចយល់ក្នុងចំណុចនេះមនុស្សទូទៅក៏អាចយល់ចំណុចនេះដែរគឺថាពួកយើងមិនអាចធ្វើជាអ្នកដែលបានជឿឬក៏
ទទួលស្គាល់ទូនាទីឲ្យមើលតាមតម្រូវប៉ុន្តែយើងអាចប្រព្រឹត្តអាហ្នឹងលោកីគេចោទប្រកាន់ថាមនុស្សប្រភេទនេះយ៉ាងមិនដែរថាមនុស្សដែលអត់បានការមនុស្សដែលខ្ជិលមនុស្សដែលអត់ប្រយោជន៍អាហ្នឹងអ្នកមិនជឿព្រះគឺនាំតែយើងជឿព្រះយើងអះអាងតែយើងជឿទ្រង់ប៉ុន្តែយើងអត់ប្រុងប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដែលទ្រង់បង្គាប់យើងតើព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចដែរពួកនេះគឺពួកនរណាគេគឺជាពួកដែលមិនត្រឹមតែមិនស្គាល់ទ្រង់ទេគឺជាអ្នកដែលខកទៅទៀតចាំថាត្រង់នេះដោយសេចក្តីនេះដែលយើងដែលយើងអាចដឹងថាយើងនៅក្នុងទ្រង់តាមរយៈអ្វីនោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចជាទ្រង់ដែរចាំស្គាល់យើងនេះជាកន្លែងទី2ដែលយើងឃើញរឿងនេះនៅក្នុងចំណុចមុនទ្រង់ឲ្យបង្កយើងមានគំនិតដូចទ្រង់ហើយគំនិតរបស់ទ្រង់ចេញមកជាផុសផ្លែនៃការប្រព្រឹត្តដែលត្រឹមត្រូវដែលផុសផ្លែព្រះវិញ្ញាណហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ក៏និយាយដូចនឹងដែរថានោះជាភាសាទៀតនោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចជាទ្រង់បងប្អូនអើយព្រះគម្ពីរនៅមុខនៅចំពោះមុខយើងហើយទ្រង់បង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើតាមទ្រង់ទឹកគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់មិនមែនអ្វីដែលស្រួលដែលផែនដែលខានចំពោះយើងតែមួយទេមែនមានអ្វីខ្លះដែលទ្រង់បង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើវាផែនចំពោះចិត្តយើងប៉ុន្តែមានខ្លះទៀតវាល្វីងវាជូរវាហោលមែនទេកុំឲ្យយើងចង់បានតែអ្វីមួយដែលយើងពេញចិត្តអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើគឺធម្មតាតើបងប្អូនណាមួយខ្ញុំសួរនេះសួរទូទៅតើបងប្អូនណាមួយដែលពេញចិត្តងើបឡើងម៉ោង3ម៉ោង4ឲ្យគេជិះជាន់ឲ្យគេធ្វើបាបនៅកន្លែងធ្វើការអាយគេផ្ដោតបន្ទុកឯពួកយើងគ្មានអ្នកណាគេមួយទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានយើងធ្វើវាសារយើងមានសក្តិសិទ្ធិចំពោះកូនចៅរបស់យើងហើយអ្នកដែលពឹងផ្អែកនៅលើយើងនិយាយមកសក្តិថាអត្រង់នេះបានប្រងថាពួកនេះតែពួកដែលកុហកគឺពួកគេអះអាងថាគេស្រឡាញ់ឲ្យស្គាល់ត្រង់ប៉ុន្តែអាការប្រព្រឹត្តរបស់គេបានបង្ហាញថាពួកគេមិនមែនជាអ្នកដែលសម័យត្រង់ពុតប៉ុណ្ណេះមកសក្តិជាភាសាទៀតអាចកំបាំងនៃសភមង្គលគឺកើតឡើងមកពីនៅពេលដែលយើងមានចិត្តគំនិតដូចព្រះព្រមទាំងប្រព្រឹត្តដូចព្រះដែរហើយបើសិនជាយើងមានគំនិតម្ចាស់ទៅវិញយើងរាជជាផុតទេពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ានៅសញ្ញាចាស់ក៏មកបងប្អូនគិតថានេះជាព្រះបិតាមែនព្រះបិតាហើយប៉ុន្តែក៏មានចំណែកព្រះព្រះរាជបុត្រានៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរបើសិនជាទ្រង់បានបង្គាប់យើងថាអ្នកណាគេដែលដែរឃើញខ្ញុំក៏បានឃើញព្រះបិតាដែរយើងបានសេចក្តីថាព្រះដែលយកសញ្ញាចាស់របៀបដែលទ្រង់កាត់ក្តីរបៀបដែលទ្រង់សង្គ្រោះរបៀបដែលទ្រង់ស្រឡាញ់អប់រំមិនខុសពីអ្វីដែលទ្រង់បង្គាប់យើងនៅសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងជីវិតព្រះគ្រីស្ទត្រង់នឹងវាច្បាស់វាគួរតែច្បាស់ផងនៅក្នុងចិត្តយើងច្បាស់សេចក្តីថាយើងមើលសញ្ញាចាស់ទ្រង់អត់ខុសពីព្រះនៅសញ្ញាចាស់ទេត្រង់នឹងឯងគឺជាព្រះនៅសញ្ញាចាស់អ្វីដែលត្រង់ធ្វើក៏យើងគួរតែតាមគំរូរបស់ព្រះដែរអូខេចំណុចស៊ីបាទមកក្មួយក្មួយម៉ានីនសូមជួយអានបាទលោកគ្រូនិយាយបាទបាទសូមជួយបាទលោកគ្រូស៊ីធម្មជារបស់មនុស្សផ្ទុយពីសេចក្តីល្អរបស់ព្រះលូកាចំព ুক 14ខ7ការត្រង់ឃើញពួកភៀវដែលគេឬរើសយកកន្លែងប្រសាប្រសានោះក៏មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបធៀបទៅគេថាបើមានអ្នកណាអញ្ជើញអ្នករាល់គ្នាទៅបរិភោគការនោះកុំឲ្យអង្គុយត្រង់កន្លែងដ៏ប្រសាឡើយក្រែងជួនជាគេបានអញ្ជើញអ្នកណាដែលធំជាងអ្នកហើយអ្នកណាដែលអ្នកមង្គលការដែលបានអញ្ជើញអ្នកនិងអ្នកនោះផងគាត់មកនិយាយនឹងអ្នកថាទុកកន្លែងនេះឲ្យអ្នកនេះអង្គុយវិញនោះអ្នកនឹងថយទៅកន្លែងក្រោយបងអស់ទាំងខ្វះគេផងដូច្នេះកាលណាគេអញ្ជើញអ្នកនោះទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្រោយគេបងអស់សិនដើម្បីកាលណាឲ្យអ្នកមង្គលការមកដល់នោះគាត់នឹងនិយាយថាសំឡាញ់អើយសូមអញ្ជើញមកអង្គុយនៅខាងមុខនេះវិញមុខខាងមុខវិញនោះអ្នកនឹងបានឆ្កាងឡើងនៅមុខពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅតុជាមួយគ្នាត្បិតអស់អ្នកណាដែលតម្កើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបខ្លួនចុះតែអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានតម្កើងឡើងវិញអាមែនអរគុណប៉ានីនិយាយថាបងប្អូនខ្ញុំ
trade on à đại phụ cha tôm nơi nơi à bây giờ là kiếm được mấy với mấy có phải đào nhóm á có tay tay tu bằng có đơn ban cũng vô đại đất đo cả đại và đại kiếm nơi được thua tạm có hai sắp xem cái nhóm nơi tạm miên à ca này đó mình không chỉ bằng kiếm cái thái đứng mấy việc o mình tem việc thôi mà sức gì dương vô cho tụi đặt bằng hát bằng điện câu đó tu bồi dương phương đài mình trâm trâu cả đó cho à ca nó về vì nâng miên lắp tập phong là ngày rồi đấy nó sắp ngày nâng NP khá để khiêm khơi chắc tùm rư cơ nạ đập tây đại kê châu Mao hay đi phát triển sách chắc tùm á nhóm ca bị đám chắc tùm mà có kiếm thật mình mấy ai chắc tùm coi nó lực ấy mà xin chỉ qua ai ai mình coi lượt đây là cho rư cơ lượt vầy mùi còn ta ai chắc chắc coi nó lượt mà thật đây là mình thì pro phụ quạt chắc tùm hay thì hàng chúng ta phụ quạt chư ní chư nô hòa viên phổi chân với chất ca phù xóm á bóng phố à ca bằng hát bằng riêng mùi nữa nhé vì sắp ngay nâng cầu viên nâng miên tập sân được bên mình không chỉ vừa được bằng chồng đài à trong nâng ấy đài đài chất ca là o mùi này nông rừng này trong bằng quạt phụ dưỡng dưỡng phơ đại đâm khuôn đài mà đâm khuôn như cái công tác bằng quạt thông anh chị đặt luôn ca đặt luôn nâng chất ca phật xa bằng phố vì phụ vì chỉ ai gặp phải chỉ sell for muối vì cá cua xong muối vì bị chui ai chùm rơn sẽ phải một con không sự công bằng nhiều thì bật hàng nông rừng này đâu chỉ dương bình đất mờ trắng hạt chỉ vẫn phải kri cứ chỉ cầm ru mà phụ dương từ mặt nia trong ngày dương nên cầm đất hay cá phục rất đôi chỉ trống ai trống thôi thì mày đá nên dương thôi mà chẳng khiến từ hạt trống lên trống lên bong với bây giờ dương sốc chết ai chắc tôm rất cần nhẹ đọc tay đôi chiếc sợi tay đại niên ban sầm ra côn hai phò côn tội tội dương miên cho anh coi hai chia với thao là một nhưng ai niên coi tao thì luôn chỉ cả của xong thì coi đại sẽ đây sẽ lại đại ca vẫn tuân tiếp nhưng prom lẽ bon nhưng prom khai tôi chia bật tiếp luôn rồi nhưng lại bầm rơ là quên thì coi nhưng mà tiếp khôi nhưng mà phải can thần nạp thay dương chỉ mình pro được cái dương chia nhẹ miền bon miền xa dương dục dục đâu mà nâng khi ai này có chia chắc tôm này có nên sự trái để tôn luôn này tâm là po con mà dương anh nấc đâu kê anh ngáp bó phố dương những thần niên mà rồi tuyệt rồi tại dương miên chất dạng này xung cung mà bỏ dương được không không đang chỉ bỏ dương tu tâu dương miên sự phạm mà cô lai nhưng tên nạp tên này tôi dương khai tôi chia đi tham hiếp rồi có phục phục đi ca rì 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 gọm nó là đẹp là tôi không đài bỏ phố vô đấy anh ấy cứ chia chậm mạch si phần tay rừng xanh xanh tiệt bất mẹ rừng lý kia rừng bị bật đối phần tay nhưng cũng lịch trong tiệp thiệp tàu ai ca si ca nếu không phải chung bì vi vô rằng á nếu phê đã dương chuộc trống á nếu phê đã trống dương mộc hay tập tùa đi là bỏ trống tay để có tham số hóa trong tiệp thiệp bạc ca chuộc thêm môn đồ bồn nữa tàu ai ca si ca dương mơ thoa mặt đá nó bây giờ dương của si ca sắp ngày nắng tao mà nữa nó không có lấy si ca tay để riêng riêng sợ bài đấy miền lòng nó đấy cái gì lên cái gì sợ bài đấy ha cứ tha chút bây giờ dương nó không không sạch chiêm được không lột cây ní được không chuối cùng vô dương đấy tha ca đại dương chuột pre được không sạch đây sừng cua trong tiếp tiếp đâu ai ca ở phía 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 được mình ấy bởi vậy bởi sự dân đang thật sự kết sự cứu cứu dân ở phía bì phía rừng ní tẹo tôn nên sự kết sự cứu mẹ nế nên chẳng tao chung phu nẹ đài miên sự kết trong ban sự kết sự cứu ngài trôi tao tự dương cua tạm miên cặp kê rời dài dàng ná chung phu prea chung phu nẹ đọc tầy bọc bộ người tự dương cua tạm miên chật riệp tiệp chật sự hiệp riệp sàng mẹ nế vì chỉ ca chăm thôi chúng nói này cứ đi trong trong một quả phụ dương và tham bằng sinh dịch phụ dương miên trở lực đôi chuyện bé lại trong bàn bình tuân bình tiệp luôn lẽ bong đôi chuyện bao bằng rơ trong một vật trang thần nạ luôn lại trong một quả dương và dương miên trở đôi trong và bất đôi trong đáy nên không ca bằng hát bằng viên trong được cái này còn mình không chỉ còn lại một phần nhà ai cứ chụp phơi được ai chịu vật nhà ai mình trong là phơi chịu vật môi tê cứ chụp phơi này sẽ kẹt một phần nhà từ nào từ này tôi bảo kẻ cọ cọ đau
mình đã trở yang na cả đời bởi sự chỉ nè rung túng bởi sự chỉ nè slow mode bởi sự chỉ nè đặt luôn nhà tên áp tên này cái ai hơi phép lọ rồi bỏ ra được trong nè phải ai tẹt tiền chật kề màu ai sẽ kể dụng này các vụ thật còn một vô nhuống hay kê có ai sẽ là những nè không chứ thao so mà đá mà nó dương chừng cao anh ấy để xa dân rất trong sạch chiếm mà chừng cao dân thương thiệt mấy mấy dân tranh rất á dân thơ đưa đạt thế bàn tay như thắng là mình thơ chắc thơ chót bàn tay mình về để dân score thì dù tôi thắng tám cặp phớt đẹp đi cua xong đó nhưng vô trận lòng phi trở lại bảo kê đó bàn tay tám cặp phớt cua xong hay dù tôi anh nẹ đài môn đồ bốn phải đưa đạt thế bàn tay sắp ta phải thôi chỉ mượn mình chúng ta rừng nắng cứ chúng ta chấm cua mình nâng đầu tay chỉ cua lồng cây ta phụ dương bộ đồng sinh dương miên trợ riêng tiếp dương ai vừa ai ai khai tôi chỉ mở bỏ kê hay dương ai tệ tiền kê mọi sẽ kể kết nông đại đồng vì chỉ cả chẳng bách lệch nông sẽ kể một tố bỏ phụ dương tự tiền ok ở con bà nên là bàn án cho vui 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 là nói vui lưu lưu ba triệu số nó khôi nghiệp số ông bạn của mình ba triệu số đi vui bạn sống đã chậm miên năng lẽ cỏ mình chẳng chạy đồng lấy ở với đại bộ kem miên nụ tề Luca chấm bục đọc bi khó đọc là mùi trông có miên bệnh bệnh tu chỉ bị bệnh thiếp tới kể thả miên sai chồng ca đọc bỏ nẹ miên mình nẹ ban cái phó chấm rán chỉ bỏ bộ hai nẹ lúc đi cất không chật thả tới trời ơi anh thua đình đất bật anh miên cần lấy ngang lặng đặt kho đọc bỏ anh chàng lý tề tốt dụ thả anh trời thua dạng này cứ anh nhận rút chung rục anh cùng rít ở thông chiến tới tiết với bộ mẫu phó nâng chọc sầm bắt tới tục nơi tỉnh nụ nô anh nhận prap đó chật thả chật ơi anh miên chọc sầm bắt chỉ trang là món tốt sầm rập chỉ dù năm tới mục tiết ba hời cho anh chấp chúng đã tự hay si phật sợ bãi trò phần tay bà trông mình phải mình tu tới nhẹ được thả ông nụ nghỉ người ơi nơi về lý dụng nị anh đừng đi dốc là lớn anh tự vệnh được nét ta trong sống bắt trong phần màn đại anh ban phần mô tục nút tục nít nâng tới chia rõ bó nhẹ nào vệnh nhẹ nát đáp phần mô trong sống bắt tục mầm rống tại khuôn anh tay ất miến kháng ai bà xót nụ có đôi nọ đài cho tiết dạy cả chấm phục một phần bằng bay kho hai sập là mùi hai sợi dây na để miên chặt nón hai sợi tôn được nông của anh chia sợi dây đài mình chẳng đặt bạc chương đó đẩy thòng hai đòi prua niên tôn khuôn hai nón khuôn niên nô nâng miên phần này đã có đó đẩy chi tiết sợi này được bỏ khuôn nâng đó con pro con sợi khuôn hai đó chẳng con sợi để tớp nâng trên tỉnh tây khuôn một trong chẳng đó con đài nâng sầm đá tiệt thòng bất niên nâng bội phục viết đòi sầm ngặt đòi prua miền ở vậy sao không kia đại bộ khăn mang sập tới nơi quạt trong vậy đủ nâng về lia đại miền dịch ở đây lủng bát đòi kê thưa tục đòn anh nơi không ở tiếng ti con đầu bỏ anh bà anh mình prom pro yết nâng thưa tam ở tiếng pịa không kia đại bình đây đại ban cắt tục không cùng pi ní đầm bay ai đầm bay ở ban cắt khai đo bền niêm đòn miền sẽ đầy lõ hai ừ, lo khổ bạch Okay. lúc khu nhưng mà thôi tiệt hỏng Để chăm à, lúc khu không nhỉ à, khi nông cơ đất vị này đã ban cắt tốt nông cùng pin đi đầm bay ở ban cắt khai đo đèn niêm đó mình sẽ đầy lõ hai cua nhanh khai ní cứ bây giờ hồ quá chỉ bè này anh Amen. Con lúc bạn bằng phone ơi muốn được khiêm phải vô chuẩn bị nhé cái thang nghiêm trọng bằng phone hai chị bằng phone đăng ngay nè khác phải chị đăng ngay phụ dương á ở đây tục chất thiệt bản tế nhưng chỉ tạm trọng mẹ luôn dương nó tự dùng một ai tục chất bàn tay bờ sân chỉ khuyên bè bình yên đất nôm dương dương là ai tục chất khuyên bằng tay đồng tay luôn nếu bè bình yên đại miên là xong trả rãi dương một đơn phân tục gọt thằng nạ kì cứ chỉ mất của bỏ dương hãy đưa cho sự trâu của bỏ dương nên nạ kì đã smart trong dương mình là cái đại mình smart trong mình dùng nhưng anh đừng là về việc năng từ một hai sắp ngày nay á bộ lâu cái chấp đam của bộ này cái nước man tha à xăm một khi phép là bộ kê nâng nâng chùm rồi nhập bộ kê mình ca riêng cái ngày rồi hay hay sắp hẹn một câu ngày rồi đại ca phật chẳng bè ប៉ុន្តែពួកគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ថានៅពេលដែលមានអសន្តរាយបើសិនជាពួកគេប្រុងប្រឆាំងព្រះតាមរបៀបនេះហើយ
តើលទ្ធផលនៅថ្ងៃក្រោយយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរចោលយកថានេះយើងរឿងនេះគឺអញ្ចឹងរឿងរបស់ទ្រង់បះបោលែងស្ដាប់ទ្រង់ហើយទ្រង់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយទ្រង់ប្រទានត្រជាប្រពុគេមិនស្ដាប់ប្រទានក្តៅពីគេមិនសលើទ្រង់តល់ច្រើននៅពេលវេលានេះទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យសាសដតីមកបៀតបៀនពួកគេបងដើម្បីពួកគេឲ្យដឹងខ្លួនពួកអ៊ីស្រាអែលទុកចិត្តនៅលើកំផែងដែលព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងគេមិនមែនទុកចិត្តលើព្រះគេព័ទ្ធគេទុកចិត្តលើកំផែងហើយកំផែងហ្នឹងគឺជាតំណាងអ្វីមួយដែលយើងអាងពួកយើងតែតែអាងអ្វីអាងលុយកាក់នៅក្នុងទនេគាយើងអាងសំអាងសមត្ថភាពយើងអាងសម្ផស្សយើងអាងចំពោះយើងអាងចំណេះវិជ្ជាយើងអាងពិសោធន៍អ្វីក៏ដោយដែលមានតម្លៃចំពោះពួកយើងយើងអាងប៉ុន្តែនៅពេលនេះតើនៅពេលដែលមនុស្សយើងទាល់ច្រកតើមានអ្វីកើតឡើងដែរតើស្ត្រីដែលទន់ខ្លួននេះតើមានយ៉ាងណាដែរយើងកាចសាហាវដូចជាសត្វបរិឆានតើបងប្អូនយល់ទេអត្រង់នេះហើយបានខ្ញុំចង់ពន្យល់ឲ្យអ្នកឲ្យដឹងថាតាមការពិតពួកយើងដែលអាចស្រឡាញ់គ្នានឹងដែលអាចអត់ឲ្យគ្នាដែលមានចិត្តចង់ប្រែប្រួលដែលមានចិត្តចង់ធ្វើល្អណាមួយមិនមែនដោយសារយើងល្អទេគឺដោយសារព្រះវិញ្ញាណជួយណែនាំយើងជួយលួងលោមជួយបណ្ដុះបណ្ដាលផលផ្លែរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានជាយើងអាចស្រឡាញ់ត្រង់បានហើយចង់ធ្វើល្អបានអត្រង់នេះគួរតែឲ្យមនុស្សមកក្រុមឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនថាមិនមែនតែគាត់ល្អទេមិនមែនតែគាត់ចេះកាន់ក្រឹតវិន័យទេមិនមែនតែគាត់នឹងអាចពឹងផ្អែកលើគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទេគុណសម្បត្តិនេះគឺជារបស់ព្រះទៅវិញនៅក្នុងចៅរាជកថា28បានបង្ហាញយើងអាលទ្ធផលនៅពេលវេលាដែលមនុស្សមកក្រុមដែលពួកគេបោះបង់ព្រះចោលហើយទ្រង់ដកវត្តមានរបស់ទ្រង់ចេញពីជីវិតហើយចិត្តរបស់ពួកគេតើមានអ្វីកើតឡើងពួកគេខ្លាយដូចជាសត្វតិរច្ឆានចឹងដែលចេះកាប់សម្លាប់គ្នាឃើញស្រីដែលស្រទន់សោះខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលកាប់សម្លាប់អ្នកដទៃប្តីកូនចៅទៅវិញនិយាយបងប្អូនបានសេចក្តីថានេះគឺជាមេរៀនចំពោះពួកយើងមួយដែលជួយពន្យល់នៃមួយទៀតគឺថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាម្ដងនេះនិយាយអំពីអ្នកមានផងថាអ្នកមានហើយអ្នកក្រមិនខុសគ្នាទេសពថ្ងៃនេះពួកលោកគេគេចង់ជំរុញគំនិតមួយដែលបង្កប់ឲ្យយើងយល់ថាអ្នកមានគឺជាអ្នកក្រក្រុមហ៊ុនគឺជាដែលមានទ្រុធាដែលធំគឺជាអាក្រក់មែនទេអាការមានបានអាការទ្រុធាអាការរោស៊ីនឹងមិនមែនជាការអាក្រក់ទេបងប្អូនអាការអាក្រក់តាមការពិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងចាស់ទាំងក្មេងគ្រប់ទាំងសាសហ្មងអបញ្ហានឹងមិនមែនត្រឹមតែអ្នកមានអ្នកក្រក៏មានដូចគ្នាដែរហើយយើងអាចរាប់ថាស្ត្រីដែលស្រទន់នេះនៅពេលដែលនាងឆ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រលហេមលហាមអត់មានមហូបមហាញ៉ាំតើនាងខ្លាចទៅជាមនុស្សប្រភេទណាតើនាងកំណាញ់ដែរតើនាងលោភលន់ដែរណាអ្នកឃើញតើអ្នកមាននៅកន្លែងនេះគាត់រស់ស៊ីមានបានរឿងនេះគឺរឿងដែលគាត់រស់ស៊ីមានបានដែលបរិបូរណ៍ប៉ុន្តែចិត្តរបស់មនុស្សយើងក្រៅពីការណែនាំពីព្រះវិញ្ញាណតើយ៉ាងម៉េចដែរតើយើងគិតពីផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃឬក៏យើងគិតផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនមុនសិនអានេះដែរយើងត្រូវតែដឹងបងប្អូនព្រោះយើងតាមតែគំនិតរបស់គេនៅក្នុងលោកគេដែលគេជំរុញមកឲ្យតែមានអាក្រក់ទាំងអស់ឲ្យតែព្រំភុនអាក្រក់គេទាំងអស់ឲ្យពួកយើងដែលអ្នកក្រហ្នឹងសិតតែអ្នកល្អទាំងអស់មិនមែនទេអ្នកក្រអ្នកមានមនុស្សដូចតែគ្នាអត់តែមានមានចិត្តជាមនុស្សមានភាពអាត្មានិយមដូចគ្នាបើសិនជាយើងគ្មានការណែនាំពីព្រះយើងមានយើងក្រក៏ដោយគឺយើងនៅតែក្រដូចតែគ្នាដែរបងប្អូនកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំនៅក្នុងរឿងមិនសោះហើយដំបូងមានរបស់ព្រះនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមយ៉ាងម៉េចដែរគឺនៅក្នុងកន្លែងនេះជួយដល់អ្នកដទៃ
ចំពោះអ្នកមានហើយចំពោះអ្នកក្រឲ្យរក្សាក្រឹត្យវិន័យកុំឲ្យចង់បានរបស់គេអីគិតខំធ្វើការយើងត្រូវដឹងណាមនុស្សយើងភាគច្រើនមិនមែនក្រដោយសារយើងគ្មានឱកាសទេយើងក្រដោយសារយើងអត់គិតខំភាគច្រើនមិនមែនទាំងអស់ណាមនុស្សយើងជួបការយើងឲ្យធ្លាក់ខ្លួនដោយសារជំងឺដោយសារកលៈទេសៈដោយសារសម្បត្តិប៉ុន្តែភាគច្រើននៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺដោយសារយើងអត់គិតខំប្រឹងប្រែងយើងអត់គិតខំប្រឹងប្រែងហើយយើងចង់បានរបស់គេទៀតយើងចង់បានរបស់គេទៀតហើយយើងចោទប្រកាន់យើងប្រមាថគេទៀតថាពួកនេះកំណាញ់ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំក្រដោយសារគេកំណាញ់ប៉ុន្តែយើងអាចគិតថាពួកយើងខ្ជិលទៅវិញនឹងធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងអាចចង់ឃើញកំហុសរបស់ខ្លួនទេយើងចង់ឃើញតែកំហុសរបស់គេដើម្បីយើងទទួលផលប្រយោជន៍ពីគេទៅវិញបងប្អូនអើយសូមមេត្តាគិតគូរនេះច្បាស់លាស់ពីព្រោះមនុស្សក្រមនុស្សមានមនុស្សដូចតែគ្នាហើយមានភាពអាត្មានិយមដូចគ្នាបើសិនជាគ្មានព្រះណៃនោះនឹងហើយគឺជាអកបាំងនៃសុភមង្គលបើសិនជាយើងគ្មានព្រះជួយណៃនោមជួយបដៅយើងយើងអាចក្លាយទៅជាសង្គមមួយដែលពុទ្ធិរាសុភមង្គលឬក៏មនុស្សដែលមានសុភមង្គលទេមនុស្សនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏មិនខុសគ្នាដែរគំឲ្យយើងយកធ្វើជាការស្រាវនៅក្នុងការកាន់ក្រឹត្យវិន័យក្នុងការកាន់បង្គាប់របស់ទ្រង់ពីព្រោះតែយើងបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងមិនយូរមិនខានទេយើងនឹងឃើញលទ្ធផលនៃការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដល់នេះទ្រង់ថាបើសិនជាយើងចង់រក្សាស្មារតីគោគឺយើងកោតហើយកោតការកោតខ្លាចព្រះឲ្យយើងប្រយ័ត្នកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ទៅអស់ឃើញទេតែត្រង់ហ្នឹងឯងបានខ្ញុំមានកំណត់នៅពីមុនមុនយើងតែប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចថាបើសិនជាបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសរវាងមនុស្សពីរក្រុមមួយក្រុមគេអាក្រក់ទាំងស្រុងមកគេមិនខ្វល់គេមិនខ្វល់ខ្វាយពីអាកតកម្មឯភាពអាត្មានយុអាការៈគេធ្វើដោយគ្មានការសោកស្ដាយហ្មងឬមនុស្សមួយក្រុមទៀតដែលពួកគេមិនមែនល្អដែលពេញលេងទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គឺគេមានការកោតខ្លាចច្បាស់គេមិនល្អប៉ុន្តែគេកោតខ្លាចច្បាស់គេក៏មានអរិយាជាអ្នកជឿព្រះតើរវាងមនុស្សក្រុមទាំងពីរនឹងបងប្អូនសុខចិត្តរស់នៅចំណោមមួយណាយើងឃើញទេសូម្បីតែការកាន់ក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ទូបើមិនមែនមកពីដួងចិត្តរបស់ខ្លួនដែលសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ដោយក៏វាប្រសើរជាងការអកតកម្មដោយគ្មានច្បាប់ទៀតបងប្អូនហើយសូមឲ្យអ្នកគិតគូរច្បាស់លាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងអូខេក្មួយបាទសូមជួយបន្តទៅទៀតអរគុណសិលកូនយឺមអំពូមីបាទជួយអេអេការចែករំលែកលុយពេលវេលាកម្លាំងនិងទេពកុសលរបស់យើងគ្រាន់តែជាគោលការណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះទីបំផុតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះតីឲ្យផលផ្លែទាំងនេះកើនឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរហូតដល់ពេលយើងព្រមលះបង់ជីវិតដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃយូហានចំពុក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែលគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្រោជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេអេមែនអេមែនមួយឥឡូវនៅក្នុងគោលការណ៍នេះមកបញ្យោរឿងខ្លះខ្លះដែរតែថាឥឡូវយើងពិនិត្យមើលទី1តើការបដូរជីវិតនឹងវាមានយ៉ាងណាដែរនៃទី1យើងឃើញគំរូរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រង់លះបង់រាជបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់ការថ្វាយបង្គំរបស់ពួកទេវតាការសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកទេវតាដើម្បីមកជួយពួកយើងណាព្រមលះបង់នឹងជាគម្រោងទី1ព្រមអត់ខ្លាចប្របាកទ្រង់សុខចិត្តប្របាកដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃទី2តើទ្រង់ព្រមប្រោសផ្ដាច់នឹងពួកអ្នកលោកីយ៍នឹងដែរ
ដើម្បីទ្រង់ស្រឡាញ់គេហើយចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទ្រង់ទ្រង់ណាស់ដើម្បីសេចក្តីថានៃនឹងជ្រៅអាការបដូរជីវិតនឹងមិនមែនមានន័យថាយើងសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីគេតែមួយទេតាមការពិតនៃនឹងក៏យើងអាចព្រមថានៅពេលណាដែលយើងលះបង់អ្វីមួយបើយើងលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងទេពកោសល្យរបស់យើងដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមគឺយើងកំពុងតែបដូរជីវិតជូនពួកគេបងប្អូននេះគឺជាគ្រឹះសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំនិយាយភាសាទៀតនៅក្នុងសុភមង្គលសង្គមហើយនិងជីវិតរបស់យើងគឺដាច់ខាតរឿងហ្នឹងយើងរៀនថាដូចជាវេទនាដដែលរាល់តាទឹកប៉ុន្តែវាជាការពុតបើសិនជាពួកយើងអាចរៀនធ្វើយ៉ាងនេះបានត្រង់អាចចាំបាច់នាំយើងទៅឋានសួគ៌ទេពីព្រោះលោកីយ៍របស់យើងសម្បីថាវាអ៊ីចឹងក៏ដែរក៏អាចខ្លាយទៅជាឋានសួគ៌បានដែរទៅណាយល់ទេគឺថាអាកំបាំងគឺពួកយើងយើងកុំភ្លេចមេរៀនរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមពីអ្វីការបន្ទន់បន្ទាបខ្លួនហើយការបន្ទន់បន្ទាបខ្លួនគឺជាអ្វីផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណហើយផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណជួយយើងឲ្យធ្វើអ្វីឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអ្វីគឺជាចិត្តគំនិតការប្រព្រឹត្តមួយដែលប្រឆាំងនឹងអាចិត្តរបស់មនុស្សយើងដែលពោពេញទៅដោយភាពអាត្មានិយមរបស់វិញឃើញទេនៅក្នុងរឿងពេលបដូរនឹងត្រង់បង្កប់យើងថាម៉េចថាពួកយើងសុខចិត្តដាក់ខ្លួនទៅពីភាសាជាហើយយើងទទួលស្គាល់ទៅថាយើងជាមនុស្សមានបាបកុំឲ្យយើងហ៊ានដំកើងខ្លួនចំពោះត្រង់ឬអ្នកដទៃថាយើងឈប់ធ្វើនេះយើងឈប់ធ្វើនោះឬក៏យើងធ្វើនេះធ្វើនោះហើយយើងមានគុណសម្បត្តិយើងសុខចិត្តទៅបើយើងបម្រើត្រង់ប្រមាណឆ្នាំក៏ដោយវាប្រសើរជាងបើសិនជាយើងដាក់ខ្លួនចំពោះត្រង់ព្រះម្ចាស់ទំទុំដឹងខ្លួនគឺជាគុណជាមនុស្សមានបាបហើយអាក្រក់បំផុតសូមត្រង់មេត្តាជួយសង្គ្រោះទិពង្គមឲ្យផុតពីនិស្ស័យផងអាចិត្តគំនិតយ៉ាងនេះវាប្រសើរជាងយើងចិត្តពីអ្វីផ្សេងទៀតបងប្អូនយល់ទេថ្ងៃគឺជាការបដូរជីវិតបងប្អូនមិនមែនថាយើងបដូរផ្ដាច់ជីវិតប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយចំពោះបងប្អូនខ្លះត្រង់នឹងណែនាំឲ្យពួកគេទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងឬក៏ទីឆ្ងាយឬក៏បរទេសពួកគេនឹងស្មោះជាត្រូវគេសម្លាប់នឹងហើយគឺជាការបដូរជីវិតមួយប៉ុន្តែគំភៃអីដូចជា Stephen ដូចជាពួក Hebrew 3នាក់ Meshach, Shadrach and Abednego នឹងដែលពួកគេព្រមស្លាប់ដោយសារទ្រង់ហើយមិនព្រមក្បត់ទ្រង់នៅក្នុងចំណុចណាមួយពួកយើងថ្ងៃក្រោយក៏អាចមានភាពក្លាហាននេះបានដែរបងប្អូនពួកយើងអាចឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាយើងខ្លាចគំភៃអាការខ្លាចនេះជាការធម្មតាទេមាននរណាគេមួយដែលចង់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែឲ្យយើងទុកចិត្តនៅព្រះកុំឲ្យយើងស្លន់ទោះបីយើងភ័យឥឡូវនឹងក្តៅក៏យើងមានគំនិតថាព្រះម្ចាស់ទោះបង្គំដឹងថាទ្រង់អាចបដិសបដាលមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឲ្យបដិសបដាលជាមួយទ្រង់បានហើយដូចជាពេលត្រុសឃើញមុនរបស់ឃើញគាត់ខ្លាចស្លាប់ហ៎ពួកគាត់ទាំងអស់គេរត់គេចពីអាការបៀតបៀនប៉ុន្តែទីបំផុតពួកគាត់វិលត្រឡប់មកវិញហើយតើទ្រង់អាចផ្ដល់ភាពក្លាហានដល់ពួកគាត់ដែររហូតដល់ស្លាប់អានឹងឯងបងប្អូនជាទីសង្ឃឹមដែលផ្អែមបំផុតចំពោះពួកយើងមិនត្រឹមតែការខ្លាចស្លាប់តែមួយទេអ្នកគិតមើលនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកថាអ្នកសពថ្នាក់ខ្លាចធ្វើអ្វីខ្លះបងប្អូនខ្លះខ្វះអៀនគាត់ក៏ថាគាត់មិនមានគំនិតដែលថាគាត់ខ្វះអៀនគាត់ខ្លាចព្រោះមិនចេះសុំជំនួយទូបង្គំទៅចេះចែកចាយថ្មីក្រោយអីអានឹងក៏បើយើងមានគំនិតអញ្ចឹងឬក៏យើងគិតថាប្រកាន់សាសនេះសាសនោះយើងប្រកាន់នេះប្រកាន់នោះតែយើងមិនអាចធ្វើការអត់ទេយើងបើកចិត្តទៅវិញទៅយើងសង្ឃឹមនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ទៅហើយយើងព្យាយាមទៅមុននឹងក្រោយទ្រង់នឹងជួយពង្រឹងយើងឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានរហូតដល់អ្វីដែលយើងខ្លាចពីមុនណាឬក៏យើងប្រកាន់ពីមុនណាយើងគ្រប់លក្ខចំពោះទ្រង់នៅពេលនេះបាទមួយសូមអញ្ជើញបាទសអ Yeah.
số lực hồi nhớ số ông phụ mình à, nên chỉ cô ca đã ai chú ý dương cầm nọt tha tao mà nữ nam nè bất chìa trớ bè vị nhiên bò rì sốt đức nôm rư cỏ ọt mà tha phục rạp phí khó đọc rạm cho bởi dạng nàng phụ rù khlang khlai đại kê mốc ai nè rò khăn nìa đòi bẹ rôm chiếm bằng phlai khá luôn tay kháng khăn nông rò bò kê chỉ chá cho đó chmọ để chmọ sự ý bình nè rò khăn nìa nàng school kê ban đòi xa Paul kê bằng cả ta đài bé play tổng peng bài chú bì cung bần la rứ play là vía bì đồng bong dạ rửa tệ đồ chân này ơ tiàng đào thơ là ơ tay miên play là ơ ai đào thơ ạc rõ có tay miên play ạc rõ đài thơ mà đá đào thơ là ơ mình đã bằng chân phó là ạc rõ bàn tê hai đào thơ đài ạc rõ có bổng ách bằng chân phó là ơ bàn đài ơ tiàng đào thơ na đài mình cao phó play là ơ nô trứ cặp bỏ cháu tới khăn nông phương chân đối chân này nè nè rồi khăn nông score kê bán cứ đòi xa kê cứ đòi xa Paul kê bằng cao. Amen. Amen. Cảm ơn mùi. Cái thang bó phố là xa khơi khi mà rơ khó tàng ni nằm mây phụ dỗ con tay cũng phải ấy khó tự đá con tay dương cũng phải thành nê rồi bỏ trông ốc con chỉ lấy bằng ôn rục tư để dương ai tẹt tiên nây chân bị khó tàng ni mạng hay nó ngay nhìn trong phụ dỗ bỏ phố là đối chìa rừng bệnh bật đôi nâng chân đại trung bằng phố áp riêng là bỏ trung làm bìa mấy bì xì ca rừng cái dương tàu bọn đây cả đau dương sốc chất đặc luôn tàu dương sốc chất ai chắc tùng ai mình mình tu tu ai đẹp đặc tây xong bệnh mình ai kinh phối tàu dương sốc chất đặc bạc đặc bây dương nhưng mà dây tàu bị chạy ca rừng kì là vinh tế thì phố dương chấm bốc nhóm nó bây giờ nhóm thua hình chân khi mà men trong ba tay bị kết vào đây nó bị được nhóm khơi đặt nhóm ai cũng đó ca chịu chấp là bỏ nẹ đọc tới vì thôi khi em sợ mãi chất nên là vô lắm ta đã đai người ta chụp một té đây nó không chỉ vừa bỏ nẹ đọc bên nào để nẹ thua là o chụp nẹ đọc tới mình thua nẹ bên chất rì rì ấy à trong năng ấy đại trong bè bình nhiên trong chạy chết dương ở dân đăng á ở dân đăng khó trâu á hay trong bên trong xu dân còn ai khơi nó bên đây còn ai thua là o đã kê chẳng tao kê sợ bài kê riêng riêng tao con miên chất dạng nào đây nó phê đại con thương là on chẳng tao mình tâm đặt kê đã mối đại con của riêng riêng đây à lúc tôi đúng anh còn ai mới chỉ mới bỏ con ai nó phê đại con ai thua rồi con ai phụ kê nó phê đại kê đằng ta kê chư ta kê khăn đó ai còn ai nó phê đại kê ta còn ai phê còn ai hiên có họ kê tao còn ai trua mua lên trong chất và bỏ luôn đó hai tao đã phê đại kê đằng ta con yên luôn đó à trăng nắng á, đại trung ở dương vô âm pi âm phơ o âm phơ cỏ bao phôn, đại đại trung bằng hai phụ dương vô tha mình nước khla ha, mình men thật khi ông cho chết lực mình tai phải cái bằng riêng chăng, mình nước khla hay với bao việc tầm khăn thì pru dương ở ai mình chất cái khơi bản tề, phần tai dương ai khơi phọc lại nên chỉ vừa bọc kịp bảo, mình men thật nè đại trung đôi chỉ trao nó lời chơi càng chăng bao phôn môn đại kê cao tổ vía càng bên lưu cho càng ta miền là nà kì mùi cao bì prea prôm tè phụ tê bà đà để ai tổ tù spol tha nẹ ní bà chìa lang tổ than sô chìa mùi prea hai ta miền là nà kì ai nghĩ chẳng bàn mẹ nè phụ dương ai khơi bàn ta à mây dương khơi bà tay tìm bằng phật chất nó bỏ kê dương bằng ai khơi bàn tê vân tay tú bền chân cửa đói cột trống phần vô dương bên cô ca mùi tai cứ tha mình nữ từng ọc nia ai bật ca ta kê sở lành bệnh bàn kê chỉ nạc cửa tiền phần tay ta mà dạng hóa lại kê dương ngạch đang thập vụ này cứ chỉ vụ đại cỏ hóa rồi cỏ vụ đại trầm trầu phần tay khi dùng dây chân mà men tha vụ dương nó phải là trông cầm phong tài này nôm dương mà mẹ là dương mà đai chụp cục đùa tế phần tay thoa mặt đá nè đai chốc chô nằm trống tay thì mẹ là cặp kê ra mà nhá nó tôi bật kê mình là bước bạp tôi bật kê không chụp công tôi chừng chừng ca kê không chẳng lao cả đau ấy nếu có kê pro phía đài bằng xong rung được vì kê thua với bữa đài bằng xong rung cả đau ấy mà mẹ là phụ kê đang chìm mình là trọc tế nếu có mình nữ đài trông mặt ban này nôm nó không chụp bệnh là kê đài dương vô thà mà nữ nó cứ chìm nữ đài kê này nôm cứ nó phê đài kê mình chất sọc đài kê miên chất xâm rô kê
គេមានចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែអាចណៃសហការជាមួយទ្រង់ដើម្បីកែឆ្នះតចរិតដែលប្រកបនឹងនឹងហើយគឺជាផលផ្លែដែលយើងឃើញថាអូនអានេះពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះប៉ុន្តែគេមានចិត្តតាមព្រះនឹងហើយដែលយើងអាចឃើញផលផ្លែនៃជីវិតរបស់គេបានណាយើងដឹងថាព្រះវិញ្ញាណកំពុងតែដឹកនាំគេនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះទៀតគេអាងដូចគេដូចជាអ្នកដែលមុនអញ្ចឹងអាងដែលអ្នកជួបព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបញ្ហាអ្វីមួយមានអសន្តរាយអ្វីមួយគេអប្រមដោះស្រាយគេចោទប្រកាន់យើងគេនិយាយដើមយើងគេបិទចិត្តរបស់គេចំពោះយើងគេបោះបង់យើងចោលគេអប្រមសម្រុះសម្រួលតើផុសផ្លែនឹងបង្ហាញអ្វីចំពោះពួកយើងព្រះវិញ្ញាណអត់ដឹកនាំគេទេប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគេអស់សង្ឃឹមទេណាពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមានមនុស្សមួយក្រុមមួយនៅក្នុងក្រុមទី2នេះដែលត្រង់នឹងតេទៀងគេមកចេញដូចជាអាចារ្យនៅលើជើងឆ្កាងអញ្ចឹងគេបានសេចក្តីថាអ្នកឯងបានត្រង់ឲ្យយើងឆាប់ទៅរសោគេទោះបើគេមិនធ្វើល្អដាក់យើងក៏ដោយយើងអត់អោនឲ្យគេទៅនៅក្នុងចិត្តហើយជួនកាលចំពោះយើងនៅពេលដែលគេមិនសុំទោសយើងពិបាកចិត្តនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងយើងក៏មកធ្វើអញ្ចឹងឯងចំពោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានអ្នកខ្ញុំជឿថាអ្នកធ្លាប់មានដែរចូលឲ្យយើងព្យាយាមទៅអាការហ្នឹងវាជាការប្រយុទ្ធហ្នឹងយើងត្រូវប្រយុទ្ធយើងប្រយុទ្ធចិត្តយើងថាអត់ទេខ្ញុំអត់រក្សាអាចិត្តដែលគុំដែលជួចចត់នឹងគេទេនៅពេលណាដែលយើងរក្សាអាចិត្តទាំងអស់នេះវាតែងតែឲ្យយើងចិត្តមានឲ្យយើងមានចិត្តសងសឹកបងប្អូនយល់ទេអញ្ចឹងឯងបានត្រង់ថាបើសិនជាអ្នកណាគេដែលស្អប់បងប្អូនដែលអត់មូលហេតុអប្រមរសាយទោះគេមកឬក៏មកមិនមកក៏ដោយគេកំពុងតែរក្សាសេចក្តីស្លាប់សម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងចិត្តពីព្រោះត្រង់ដឹងថាបើសិនជាយើងបដិសេធអាការជួចចាត់អាការខឹងអាការគុំនឹងយូរយូរទៅវារៀលដាលនៅក្នុងចិត្តយើងមិនអាចគ្របបាំងចិត្តរបស់យើងបានរហូតដល់យើងថ្ងៃក្រោយព្រមសងសឹកគេសូមកាប់សម្លាប់គេទៅទៀតបងប្អូនតែណាយល់ទេមកសង្កេតថាមនុស្សមកក្រុមនេះយើងអាចដឹងទេប៉ុន្តែយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេយើងអត់ឲ្យគេទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណនឹងថាគ្របបាំងចិត្តយើងឲ្យយើងឈួរឲ្យយើងមានសេរីភាពឲ្យយើងមានចិត្តរីករាយតើបងប្អូនខ្ញុំមកដឹងថាបងប្អូនយ៉ាងណាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំនៅពេលណាដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តមែនត្រង់ទូបង្គំសូមធ្វើតាមត្រង់ទូបទូបង្គំឥឡូវនេះខឹងគេក៏ដោយទូបង្គំធ្វើដៃប្របាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែទូបង្គំសូមចុកចូលនឹងត្រង់ពេលណាដែលយើងមានចិត្តអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណសពប្រតិណាស់បងប្អូនត្រង់នឹងជួយគ្របបាំងមែនដូចថាដូចជាម៉ៃអូដែលឃើញកូនឈឺហើយក៏ស្អំត្រង់នឹងស្អំមកល្មោះចិត្តរបស់យើងហើយយើងធូរហើយយើងសប្បាយយើងរីករាយប៉ុន្តែជួនកាលអាការចងចាំវាមិនងាយភ្លេចវានឹងមកវិញថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងយើងប្រយុទ្ធវាមិនសារទៀតអរចាញ់ទេពពដល់ពេលដែលវាមកមិនសារទៅអត់ទេខ្ញុំអត់ចង់ចាញ់ទេខ្ញុំនឹងតាមត្រង់រហូតដល់យើងកានឡើងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណកានឡើងខាងផផ្លែព្រះវិញ្ញាណដល់យើងមានសម្រេចហើយយើងអាចឈរចំពោះត្រង់ដែលគ្រប់លះបានបងប្អូនហ្នឹងហើយគឺជាអកំបាំងមួយទៀតក្នុងមិនត្រឹមតែសភៈមង្គលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនិងសង្គមរបស់យើងទេប៉ុន្តែជាពិសេសជ័យជំនះរបស់យើងនៅក្នុងសក្តិសង្គ្រោះអូខេក្មួយសូមអញ្ជើញបន្តទៅទៀតបាទលូលូអរគុណលូចាលោកគ្រូនៅមួយទៀតលោកគ្រូអូខេបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកគ្រូជីវសុលោកគ្រូជីវសុអំពុំមីងបាទលោកគ្រូជីការរីករាយនឹងអ្វីដែលព្រះឬអ្នកដទៃបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកមិនមានអ្វីខុសនោះទេតែយើងពិតជាអាចអួតពីអ្វីដែលយើងមាននៅពេលដែលយើងមិនមែនជាម្ចាស់របស់ខ្លួនទេឬម៉ាថាយចំពោះ25ខ19យូក្រោយមកទៅអ្វីរបស់បាយទាំងនោះត្រឡប់មកវិញគាត់បញ្ជីនឹងគេចំណែកអ្នកដែលបានទទួល5000ក៏យក5000ទៀតមកជម្រាបចៅថ្វាយថាលោកចៅវាយលោកបានប្រកុលប្រាក់5000មកខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណេញ5000ទៀតចៅវាយនិយាយថាប្របីហើយបើល្អស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះនឹងត្រួតរបស់បន្តិចនេះ
Đợt này anh nâng tăng ai anh trượt lơ rồi bỏ chỉ trân tới tia cho ai anh bỏ cọp đời sẽ đây ông nó rồi bỏ trở về anh cho gần thuốc xe tim mũi chùm bục rà mũi khó đập rà buồn ta mình đăng tê rư ai tha rù cai nè rồi khne chiêu vì hi nay bà bình nhiên bỏ rửa sốt đài nè rồi khne ban tự tuôn mốc vì bà hỏi nè rồi khne mình mang chi rồi bỏ phong khuôn tê bất rà trông ban chanh cháy luôn nè rồi khne hỏi đổi chanh châu tầm can bà nơi khổ nồng rù cai hơi bình nhiên nơi nè rồi khne đài chia rồi bỏ phong khuôn trọng. Amen. Con ở con mồi chấm nói mồi này nhưng như mà xa tiệt bao ôn khác của mọi thôi nhá à phải khó đồng tiền này mẹ thế với tôi sẽ tỏ ra ngoài phần tài này nó mềm xem xem bao ôn nó không có đường này kim trong cùng dầu nẹ rồi mình bao ôn khác có bật cắn á có bật cắn tha cùng ai có thắt có tay tập rồi bà rong mà tha nẹ tay kê uột áng bần tay à cá uột áng cứ bao bì phê bật mà này dùng dừng trong lôi trong ưa là một cái ảnh dùng trong bàn một ngọt mà ngay cứ chỉ ẩm nuốt đó còn tay tao nó phê đặt trong phần tiên po ở dương miền ở vài mùi cập búa xâm rót bệnh nhá sắp hẹn mặt cố rộp sắp mát phê vừa lê bà xanh dương không mê sắp cập thiết bà xanh dương chá ta dương ai rộp tha tình ổn nâng cứ chỉ ẩm nói rồi bọc phê hãy vì chỉ ẩm nói rồi bọc phê vấn tay nó không đường đi nó về đây nét báo của mình đây small town nông thôn và tiền po ai quạt đi chầm rơn thêm từ tiền ai quạt miền tết cơ sở thêm một tiền ai quạt chầm rơn khang lôi cả thêm một tiền ai quạt miền chầm rơn đại phê bê đại ốc co chỉ lấy từ tiền ta bầm nong rồi bọc trống nhưng mạch đàn nó không ca từ tiền từ ngọt đi cứ ai phụ dương miền ấm no cho mắt sẽ cây tha bất sân chỉ nét phù bất sân chỉ nét át bất sân chỉ nét bậc cai bất sân chỉ nét nước mây miền tây bị lệch trơn nét miền bình nha miền bắc bị sao ta nét ai ri ri được nông ẩm nói tiền này trong bàn bậc tiền nét bàn ta nét ai slow kiểm tra hay nhiều nhầm bàn đây ai bàn là mẹ ta bị chê ca cọ tay trong cho người dương sợ bài chất ri ri được nông ẩm nói rồi bỏ trong tôn tai tao đọc về ná đại dương đại à đại về đại dương thuần ai khai đại chiệp ẩm bờ cọ bán từ nấu về đại dương lịch luôn à trung cư chỉ mới chặt được dương hơi dương chấp đam pro ẩm nói tiêu được bờ dương nắng đại thiếp ắt ma này giống cao bị ca chấm rơn po này pre là cô được bờ trung phải phong phải được nhận đây dương rì rì với mình chỉ phải nhà tê những ai sắm bài chất đại dương sát đại dương miền đại dương bậc cai được không có rừng ở vài mũi vân tai cầm ao dương cất bị thọ bởi nhà tổ luôn thả anh chiếu đại sản anh kiêm trọng ưa kiêm trọng bàn một mốt à bây giờ ngay là bị khai được chuyện vượt bạc của tổ mình trong đại nè bài chạy cho bạc luôn nè sắm bài chất rì rì trong ngầm nói tiếng là mùi bị chỉ cả là oh hãy trông cờ lực tập chất ở dương thôi chẳng đai bị pro bà xin chị nhóm đo ẩm nói tiên tự đo nẹ rừng vầy mùi bà xin chị nhóm đo cực đôi nẹ mùi bà xin chị nhóm khơi nẹ bà bạ chất tập tu ẩm nói tiên ta khiêm bà bạ chất này rừng vầy kìm rịnh rịnh chứ bà bạ chất nẹ đà oi ẩm nói tiên tự đạo là tay 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 trong khơi kê rịnh rịnh sả bài mẹ nế trông chụp phu dương công mình khóc đài nấu bê nà rè trông bà tiên ở vầy dương trông miên bầm non ở dương rịnh rịnh bà tay bà mẹ là dương bà à ẩm nói nâng đồng bay đồng cao luôn dương làng về quốc tế mà bởi bởi dương bay chạy cho bác luôn còn bay dương vô trở lòng còn men tha dương à thao ấy được cái dương bậc ca hơn cái tháng dương trâu ta dương trâu ta sao mong là hôm tết mà men thế trung châu dương cái gì chuyện này được nông thêm ở mặt trung mà lỡ bong sấy bong sông chơi ngán mà ập tuần thọ ấy chứ bạn ca mình tiệp luôn cứ chỉ pho lại này phải vì nhiên bổ sật dương mình trở ca mơ tới ngày về rực cất ao khlang thả ta cô ca này ca bản tiệp luôn đi chia với đại phụ dương cu trong ban nụ tề xăm nhiều ai tìm muối chung phụ đã muối kho đọc bì
Sạch hơi bạn đã chôn kia chùm riêng đó xăm như ai tha. Nhà na đại tha, ta trời ao sâu soi riêng lưu dương. Rửa ấy, chôn non nhẹ thằng lúc mực ao dương xâm lập chào chân. Tại sâu bộ cây tha, nửa ngày ní, mình trời ao xâm lập nhẹ na tê. Bật ngày ní, Phật dì hô vã bàn pháo ân miên sức đầy sân cừu nửa nông xa Israel. Xăm ai tì muối chung phụ đọc buôn khó xài buồn. Sau miên mần tự prea mần tự tha. Áo dô nợ tham ơi, bảo ai mần trâu sạp chứ phụt bọc gót. Lưu xôm ai prea trông vừa đo anh đôi chân này. Hai lưu tờ tiệt phong. Tại phụ bản đà tốt, kia xu đo sâu tha. Ai dô nợ tham đại bàn nôm ân miên sức đầy sân cừu. Đỡ nông phụ xa Israel, chàng thông đo mà lấy. Ta lục trâu sạp rưỡi ấy, mình trâu ao bàn đôi chân lời. Dương nhóm sạp bọt đôi nơi Phra Jehovah đô miên Phra Chôn Thu Tha. Mình trâu ao miên sọ mùi sổ say, chú rupi kỳ bà rộ bò lục hồng, bật ca đầy lục bàn thơ nước ngày ní. Nú cư bàn thơ chia mùi nương Phra Tê, ta đôi chân lấy phụ bàn đà tốt, bàn chui đo dư than mình ao sạp lời. Xong những ai tìm mũi chung phụ đập rộng buồn khó buồn. Từ chứ này, Jonathan có đồng nào sẽ có đầy giang lỗ vì đồng nào David tu đó sâu chị bày đà tha. Sống cùng áo bày đà thư bạp đó David chỉ nẹ bầm ra trong lời. Bất quạt mình bán thư không nâng bày đà tê. Hai ca đại quạt thư sao nu sắp tay miên bởi giáo đó bày đà tiền ọc hồng. Hồ Phạm quạt bán bổn thư chí vật tờ vi phụ Philistine. Hãy Phra Jehovah trong ban pháo ở miền chế chúng nha chia thống đó Israel tèm ọc nìa. Bây đá của ban khớn hai miền sẽ đầy ẩm nổ đài. Cho hẹt ấy ban chi chong thư bạp nâng chiêm đại ất miền tù vinh. Đào xâm lập quát ất hẹt đôi chân ất thư vầy. À, con bò mà lời dương mà cho mình không chùm lại nếp bọn phụ nữ cứ khi mà mình vô chị phải vô chị clay thực hiện thà cá bằng tiệt luôn cứ chị khóc phải mình đẹp mình bỏ xong dương mình cho mình mơ bên chân ngài tê hay cái kịch dù đai bằng bây dương ai đăng thà à, chất là tôn tiết viết và xà thì cười những nơi nơi không phổ quát ở bóng đại số nếu phê đại quát miên chất tôn tiếp á nơi quát nơi phê rồng tôm á quát để mạch đài cứ quát miên chất sau bằng thoa chồng phu nẹ đài sọc quát thì cười nhé nếu phê với lấy những ai khơi tha phê về nhiên cầm phong tè đất nôm chỉ vượt ở bóng đại số hay khuyên quát miên phong phai phê về nhiên này vẫn tái ta những ai bắt bóng phong phai phê về nhiên bàn này nhìn lại ba tao like so được không bề bề lệ croi croi nếu những ai rập thạch quạt bắt bóng thọc lại bề bề nhiên tự đam bề đam đây quạt ba để cho mà sẽ gây ra bóng phố nơi trong này đô chia đam đề dương còn công tập đam chân bờ sân chỉ dương khơi gây tranh ca tranh đập phải sập thì dương lên soi tập vía tao vì ai bẩm pin thọc lại về bàn thì ai tự dương bàn đây quạt tề mà sẽ cái thạc ca để xa tầm nét tầm nông rồi bỏ dương cho một bé ca khực khom tỏ su tỏ tầm một vô đập bè dương mâu trở nên tìm bì ca phụ dương á bởi xin chỉ dương ở khực khom á rồi hô đập bè dương mâu trở nên tìm bì dương là bà ra chạy bằng thang thì thôi nhé Slack số toát bắt hãy tao bảo bốt đăng thật Slack số tao là cái đăng thật Slack số krong lên của màn cho năm đây nên là cái đăng ấy sai sập chín năm ông quân mi sai sập chín năm chắc mà sẽ gây tha nó không được dạ phê lại dương khơi lại sâu trong rịch môn là bố hay miền phong phê là phê bình nhiên là hô đọc con slap được không có bao giờ bỏ con lại con dâu chỉ bỏ bỏ luôn hay thua phê bình nhiên trong rồi bật tay chạy tranh bị con chỉ riêng là hô sai sập chín năm ông quân hay lỡ dương dương kết mà thả lỡ trốn được không để giải quyết sai sự ta trốn cầm phong tài coi mơ so tập tê tập tê được trốn cầm phong tài này nom luôn luôn chắc chết đó là ca làm bác ca lang tam để giải quyết Palestine làm bay ai sai so rằng phân vơ và lọc màu trồng mình
Mình ta dân khơi nâng trong vật sạch số táo ở đây là trung thua đứng bên phần sân tập hiệp ở tê hai đồng với bọn ở phần tập hiệp vì pro nâng phê đại sạch số phát tơ chỉ sạch nhé anh ấy chìm nào tiền mùi dương dương trương yếu là ạt ca đại dương khai tơ chỉ đại nhân chỉ nói tiên đại quốc môi được trong chỉ vật thì pro mình không lại cầm rõ mình là na kê đại khai tơ chỉ đại vì mình đứng phòng mặt đà thế còn tay dương khơi thạ táo ẩm nói tiên môi nắng lập buông chất cùng nước robot đại số ở lẹ bóng top player pre về nhiên hay cất bị pop ở dưới to clone là hỗn slap đây nè táo sa tăng chân đây táo pre đo thần nặng sa tăng ở việc kia tây và đa đại cung bổng phật đại minh bạch nha trên kia bổng phật đại át trên kia bổng phật đại phải hai chiếc cung trên kia bổng phật từ tia cao bị pre tao muốn vô trên mạng đứng đây tiêu tha rừng nâng á đôi chiếc kia mà dây chân phê đại dương tự tuôn ẩm nói tiền bị pre phụ dương cua tài pro ẩm nói tiền nâng nói trầm trâu tại phó bởi giáo nhạc đọc tây dương công cao tốt kê dương tôi bật khơi kê cả đôi tôi bật kê mình mọc xong tôn dương cả đôi dương cua tay tôi bật vào ba nhưng đang tôi vào ba dương rẽ xa và mà cha tôi mừng cùng đang thà mà xây dựng tôi mừng cùng rẽ xa cũng chất và còn đi ngay rồi tôi mừng cùng mình ba chỉ trong xong sắp một game thằng rồi chết tôi mừng cùng mình trong thua trong thế vì pro này cứ chỉ ca phẩm mát phẩm niệm phẩm trống đôi chân tôi mừng cùng xôm chọc chô à ca chọc chô rồi mẹ là dương miên ca sầm miệng định miên chơi chùm nẹp clean clean tôi mà đai vi chơi chừng hiên ti mùi đâu ai chơi chùm nẹp bỏ dương là dương pro mà là nâng pro chọc chô pra bình yên đâu phải dương thôi chẳng á trong đường chui ở dương ri ri chui cùng vô dương thật là dương đa đây cặp bông trâu hay ở dương sầm ra chất là ok lâu kim trong thoát vi à nâm đi đại tiết kiên chất nhưng mà khiêm một bản chất là bây nhóm ngay rồi vừa chỉ nẹ đại cục đại trực tục trùng dưỡng pro ẩm nói tiết bỏ dưỡng là phải giáp phải giá nhưng bọn phụ ngay chấp bị chân đi toa tàu nẹ cất mơ bởi sinh nẹ khmer nẹ mên bê bà liền bởi sinh nẹ chia nẹ miến nẹ mên trọc phẩm bạc bởi sinh chỉ nẹ đại miên bắt phải sao nẹ chui đại tây bàn chui bệ bàn vì cái nẹ mên tết cái sau là mùi hãy trông cho anh nè rích riêng được không ngầm nói bỏ trông phần tay ở dương bật giặt bật giành kênh lô à trọc sầm bát tình ổn nâng mít khô ở dương lai tôi chỉ mình nước đại kích khó bật giặt to khuôn chỉ muốn hãy tìm bổng phật à nói tiền nâng việt tình khô ơi lai tôi chỉ bật đa xa bằng dương bật mình hãy tôi tôi vinh nhưng dây chỉ muốn là dương bật chọc nâng tha lỡ bớt sinh sạch sâu trung trom tro sạch sâu rẻ bê sai sập chân làm hồ đã có sầm lập luôn ta trung ai và đọc và đào chui này nôm dương tôi tự vinh đấy vì mình được rõ tao em mình là o tự vinh nó mà phun vô thì mới đừng bớt sinh thì trung ọt mút nâng sạch sâu đau chân hai tao tao trung nó dần na chúng tôi dân được học nghề xong tôi học không cái tha cầm nước mối đấy cô ai dân vô thật trống cô bây giờ đòi phép học một chúng tôi phụ dân à vậy là trống thôi chúng tôi đại sau trống mình thôi chúng tôi phụ dân trống mình prom tê là bong phụ dân chào tôi bây giờ là lớn à cọ cả đời tôi bảo lớn dân rừng cả đời bên tai cô ai dân cao khai trống khla khla đây แต่ถ้ายืมมันแม่เป็นเปย์ไปเลยเราโหเราโหเต้เราโหเต้มันใบสำราญชัดมันใบแปรเปลี่ยนชัดมุนเหมือนค้านผู้ยืมได้ดังหาไหมหรือก็การไปเบียนการละมาบัดซึ่งจะยืมนั่นเปย์ไปเลยนั่งอัดตัวเรียบจำครูนหายถ้ายืมเป็นพอไปในแปรเปลี่ยนยืมบานเต้บางต้นโดยเจ็ดเปย์ไปเลยในครองเรื่องปฏิบัติโดยพระมรรจาไรเป็นกลุ่มนัดให้ละงีละเงินจังมนุษย์ร้อยตรงบัดเวียนครองสกเรสังโครให้ยืงเด้งตามตรงยานาก็ตรงในระปฏิสัยยังบ้างแต่อันมันสกอลอันเป็นบัดซึ่งยืงเพลชยืงกู้แต่เมื่อแรกเป็นปีเต้าดับเบิ้ลลึกยืงกาลตีจะปุกรามเข้ามาไปปีเข้ามาไปไหมในท็อปไฟน์แปลไปยินให้ยืงวักล้วนนะยืงมันจับไอ้เมื่อเกเรยืงวักล้วนไอ้แต่ตายืงนึกว่าขาดในกลายดักละยืงเมื่อกระไปใน
tao dương quá khát nè cái này là đầm bay ở dương to từ một cái tiết dương phải giúp cái to tiết đầm bay tìm một phần dương cứ ai chụp lẹ chụp 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 bán đại sa dương sa hạt cà chụp một trông hai trông chọc chồi chụp một trông bạn sẽ có một tiền phố bạn xong chụp một lên